tháng 12, một sự kiện đặc biệt. Trước đến giờ quen cái việc là người ăn thịt lợn, bây giờ nhìn mày to thế này mình nghĩ là cái việc là lợn ăn thịt người. Gala Sao Nhập Ngũ, với sự có mặt của 13 ngôi sao đã từng tham gia trải nghiệm quân ngũ, cùng với sự xuất hiện của các cán bộ chiến sĩ từng tham gia huấn luyện. Được chưa? Đó. Như đây thì chắc cho chú luôn, ngồi xuống. Cắt tay cái chuẩn đi. Tham gia bình chọn cho nhân vật mà mình yêu thích với 3 hạng mục: nhân vật nam được ưu tiên nhất, nhân vật nữ được ưu tiên nhất, cán bộ huấn luyện được ưu tiên nhất. Tham gia bình chọn qua hệ thống của Vocha, bạn sẽ có cơ hội nhận đánh thưởng.